món bức tết. Thì ngoài những món ăn mặn truyền thống đậm đà hương vị tết cổ truyền thì ngoài ra chúng ta sẽ có thêm những món bức hạt dưa, hạt bí, các loại hạt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cắn vào ngày tết nha. Cái tết cũng là pháo nổ ngày xưa á, mình nhớ ngày xưa là mình sống trong lúc mà giao thời các bạn, thì cũng như là mình từ lúc mà chưa có điện thoại cho đến bây giờ thì mình trải qua những cái quá trình nó khác nhau á, nên là ngày xưa mình cũng đã được tận hưởng cái tết mà có đốt pháo nữa đó. Thì cứ giao thừa là mình sẽ mua pháo về làm đốt pháo. Nói chung là sáng là trước sân là sẽ đỏ sát pháo hết, rất là vui. Còn đối với tết ngày nay thì nó sẽ thiếu một chút gì đó rong rã một chút ha, của pháo. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng ngồi với nhau cắn hạt dưa, chơi lô tô, cắn hạt bí, cắn hạt dưa chẳng hạn, thì nó sẽ tạo nên không khí rong rã hơn, cũng vui không kém ngày tết ngày xưa. Ngoài ra thì khi tết đến xuân về, nhà nào cũng sẽ chuẩn bị một hộp mứt để đãi khách, trong đó có rất là nhiều loại mứt, ví dụ như là mứt dừa, mứt bí, rồi mứt khoai lang, mứt hạt sen, mứt tùm lum tùm la, rất là nhiều loại mứt rất là hấp dẫn không. Hiện tại thì mình thấy thị trường có rất nhiều loại hạt, ví dụ như hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, hạt điều, hạt nào cũng ngon, hạt dễ mặt cười, hạt dễ mặt khóc tùm lum hết, rất là nhiều loại hạt để chúng ta lựa chọn vào ngày tết. Chúng ta sẽ gọt vỏ. Sau khi gọt vỏ và rửa sạch thì mình sẽ được những củ vừa như thế này. Rồi giờ sẽ bào ra. Sau khi bào hành những lát dài thế này thì mình tiếp tục mình sẽ cắt nhuyễn ra nữa, cắt thành sợi ha. Sau khi cắt thành những cái sợi nhuyễn thế này, chúng ta sẽ cho vào ngay một tô nước. Cho gừng chúng ta nó bớt nồng và bớt cay ha. Đối với mức gừng này chúng ta sẽ ngâm qua đêm thôi. Cho gừng chúng ta sẽ bớt cay, bớt nồng một tí. Rồi, chúng ta sẽ ngâm qua một đêm.